Lột máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em anh em nha Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2024 Cửa hàng lột máy cưa lại xin lên sóng và review cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật Bãi nội địa anh em nha Và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ F từ F1 cho tới F8 F1, F2, F3, F4 này cho tới F8 anh em nhé Và tại sao mà em lại lên là cái lô chữ F như thế để cho anh em đặt hàng cho nó dễ dàng anh em nhé nhiều khi anh em đặt hàng ấy, thì không biết những con máy tên thương hiệu là như thế nào thì anh em chỉ cần là báo là anh muốn chỗ con F1 hoặc là con F2 hoặc là con F3 thôi và cả hàng chúng em biết là những con nào và đóng hàng gửi đi cho anh em anh em nha và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản anh em chỉ cần để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm nha hàng tới anh em nhận máy đúng như trên video cửa hàng chúng em quảng cáo và thanh toán cho người giao hàng là được và cửa hàng chúng em thì có giao hàng toàn quốc luôn anh em nhé anh em ở đâu cửa hàng chúng em có thể ship được xếp hết ship đến tận nhà cho anh em luôn Đấy đây và đây là cái tờ giấy này những cái tờ giấy mà em dán lên cái phần tay cầm của cây máy nhá đấy đây anh nhìn em nhìn thấy không đây là những con số này là số giá thành của cây máy anh em nha đấy đây một triệu sáu này một triệu tám một triệu chín đó đây là bao giá công khai hết rồi nha nên là anh em mua bán thì hoàn toàn yên tâm đúng không anh em rồi và uh, cửa hàng chúng em thì bao ship tận nhà cho anh em và tặng kèm cho anh em là một típ màu buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Đấy là ba món phụ tùng sẽ kèm theo anh em khi anh em đặt hàng của cả hai chúng em. Rồi đầu tiên là con F1, một con máy cơ xích thì nói thật là anh em con này nó là hàng máy mới anh em nha. À quên nói với anh em thì riêng con F1 này là hàng máy mới 100%. Còn từ con F2 cho tới con F8 nó là hàng Nhật bãi anh em nhá. Đấy, đây tổng cộng 7 con máy này là hàng toàn bộ là Nhật Bãi nhá Riêng duy nhất một con F1 này là hàng máy mới Đang bán với cái giá thanh lý cho anh em 1 ,6 triệu 6 để cho anh em có nhu cầu về sử dụng ít Anh em nào về xài gia đình nhá đó Không quan tâm là hàng Nhật Bãi hay là hàng gì Chỉ nói chung là về cắt được là ok Với lại là bền bỉ một tí xíu và tiết kiệm nhiên liệu nha anh em nhá Con này rất là phù hợp Lam của nó thì khá là dài 55cm luôn Xài xích mới Lam mới anh em đó, chụp ra trợ lực này con này xài hai ốc chân la Đấy, đây là hàng máy mới đập trong thùng đổ ra nhá Đây là lần đầu tiên đổ xăng và là để nổ cho anh em đấy ạ Con này xài hai ốc chân lam thắng xích khóa xích để sử dụng đầy đủ hết này Đó anh em nhìn thấy không Rồi con này thì công suất của nó thì khá là to Công suất 52cc thì về cho anh em cắt gỗ được gỗ to được luôn anh em nhá Gỗ to gỗ nhỏ nói chung là gỗ gì trong gia đình nhà mình cũng có thể cắt được hết Đấy Rồi rất chất nổ cho anh em nghe qua anh Em lấy cái cái cuộn này bọc lên đi Đó đang sạch sẽ rồi, rất test nổ cho anh em nghe qua nha Rồi, sau một hồi loay hoay thì bây giờ mới có thể tháo được cái Nó bị cái cuồn nó dính mất vào cái cái làm xích Rồi, rất test nổ cho anh em nghe lại anh em nha máy thì to Giá thành thì lại hợp lý cho anh em Thì anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ cho anh em nhé Và anh em nào ấy à, về nhu cầu sử dụng gia đình thì xài con này thì khá là ngon luôn anh em nhé Không cần phải lăn tăn Phụ tùng đến nữa thì thay thế sửa chữa dễ dàng Rồi bây giờ bắt đầu qua từ con F2 là hàng Nhật Bãi đây anh em Rồi đầu tiên là một con máy cưa xích Ryobi đó, Ryobi này, con này đấy, anh em nhìn thấy không? Con này là hệ cưa tay cụt để cho anh em chuyên về sử dụng gia đình. Và đây là một con máy cưa xích mini anh em nhá. Đấy, F2 Và con này thì giá của nó là 1 triệu 8 bao xích với tận nhà cho anh em luôn Hàng cưa tay cụt mini anh em nhé Hàng này hàng của Nhật Bản đấy Đó Anh em nhớ Đấy, xích này khá dày dặn và to bản anh em nhé Đây, làm là làm nguyên zin của nó chứ riu bi còn nguyên đấy anh em Đấy, con này thì phù hợp cho anh em nào mà với nhu cầu mà hay leo trèo trên cao Hoặc là cần một chiếc máy cưa xích mini hoặc là anh em nào lớn tuổi rồi đấy ạ, muốn vẫn muốn sử dụng máy cưa thì con này khá hợp lý nhá, cân nặng thì tầm quá nhẹ luôn chắc chỉ tầm khoảng uh, 3 kg rưỡi thôi anh em nha. Đấy, rất là hợp lý luôn anh em nha. Con này thì nó là hàng máy cưa cực kỳ nhỏ rồi. Nhỏ nhất trong phân khúc của máy cưa rồi anh em nhá, nhẹ nhàng nhất nhưng mà công suất thì nó cũng khá là to rồi. Đấy, công suất thì cũng khá là hợp lý. Lam của nó là dài là 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Đó, phù hợp về cho anh em cắt những khu gỗ bằng bắp chân, bắp đùi đổ lại nhá, hoặc là bắp tay đổ lại đấy ạ, hoặc bằng cái phích nước đổ lại. Thì anh em nào có nhu cầu phù hợp thì có thể sử dụng con này rất là hợp lý. Hoặc là anh em nào muốn một chiếc máy cưa xích cực kỳ nhỏ gọn mini về cho anh em sử dụng gia đình dễ dàng sử dụng thì con này rất là hợp lý nhá. Đó, dây này, anh em nhìn sợi dây đâu. Máy nó cực kỳ dễ dàng nổ, anh em nhìn sợi dây giật này. Úi sợi dây giật còn trắng phau luôn anh em nha. Đó, này thì có cái núm bơm xăng ở đây cho anh em dễ dàng bơm xăng lên này anh em nhìn không có cái núm bơm xăng bên này là đủ nhớt để bôi trơn lăm xích và đây là đủ xăng pha nhớt anh em nhá đó anh em lưu ý giúp cả hàng chúng em rồi qua con F3 là một con máy cơ xích hệ cơ tay dài mini tiếp con này thì nói chung là công suất thì nó chỉ tương đương với con tay cụt này thôi nhưng mà con này thì nó thiết kế cái hệ tay dài này đấy cũng là hệ máy cơ mini luôn về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 cm đổ lại đó con này thì nó chuyên để cho anh em đứng sử dụng dưới đất nha À, còn nếu mà anh em mà hay leo trèo trên cao thì nên lựa những con tay cụt như thế kia. Còn nếu mà anh em nào ấy, với cái nhu cầu mà không bao giờ lên trên cao thì cắt đi ạ. Chỉ đứng ở dưới đất cắt thôi. Thì con này là phù hợp nha, hoặc là anh em cắt những cái đống củi mà để cho anh em về nấu rượu ấy Đấy, hoặc là anh em cầm đi làm vườn làm rẫy thì con này là phù hợp nha. Con này thương hiệu Hitachi này, giá 1 triệu chín cho anh nha. Họ nhìn tình trạng máy móc liền mạch không có bể vỡ gì nha. Cũng khá là đẹp với con này luôn. Đây, à, con này xài hảo, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này, cực kỳ chắc chắn rồi. Lam của nó là dài 35cm Phần mặt cắt còn lại là 30 Đó Xích thì nó là sử dụng xích mini sẽ xí Xích khá là dày dặn và to bản Xích này thì đến nữa thì có bán mới lúc nào cũng có sẵn luôn nha Ở chỗ nào cũng có bán ấy, này là anh em hoàn toàn yên tâm Công suất của con này nó cũng là 30cc Đường kính chai bít tông của nó là 37mm Thương hiệu Hitachi vòng tua khá là khỏe nha Con này thì nó là hệ vòng tua mở Nên là sử dụng khá là ngon luôn Về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại nổ rất là ngon lành anh em nhé máy nổ rất là ngon lành luôn thương hiệu Hitachi thương hiệu này thì khá là nổi tiếng rồi đúng không anh em và cái dòng này thì nó là nuôi đồng cối đá luôn anh em lấy con này về xài cực kỳ bền luôn anh em nhé và nó tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nữa rồi và bây giờ là qua tiếp con F4 cũng là hệ cơ mini tiếp hệ cơ tay dài nó cũng công suất thì nó cũng tương đương với con F3 cái thôi nhưng mà cái con này thì nó là hàng chất lượng hơn anh em nhé chất lượng ở sao ạ? thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em đặc biệt con này được tích hợp chụp giật trợ lực này thương hiệu Tanaka hàng này là hàng của Nhật Bản anh em nhé và tình trạng máy đẹp thì tầm khoảng 90% cho anh em luôn anh em gì đâu có núm bơm xăng phụ đầy đủ này tình trạng này máy móc quá phíp luôn anh em rồi nhìn phần ốc này anh em gì nhá xuất sắc bồ này ai à, anh gì đâu hết chê đúng không, anh em và đặc biệt cái con này thì nó đã tuổi hàng chúng em đã lên cho anh em một cây lam mới Cây này là cây làm xin đại hoa Làm đầu lá là tinh anh em nhá Làm xịn luôn anh em nha Đây, Làm là làm đầu lá là tinh chứ không phải làm bánh xe anh em nha Xích cũng là một sợi xích mới luôn Xích này là xích mini Xích mới đét 100% Làm mới đét 100% Đây, Làm của nó dài tổng thể là 40cm Còn phần mặt cắt còn lại là 35 Phần mặt cắt là sao ạ? Là cái phần từ đây ra tới Đỉnh này là 35cm Đó, Con này thì vừa phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường tính khoảng tầm 20-25cm đổ lại và riêng cái bộ lam xích này này Nếu mà để anh em mua rời bên ngoài Bây giờ nó đang có giá trị gần 700 ngàn rồi anh em nha Một bộ lam bộ xích của nó anh em nha Nên là anh em Đấy Vì con này thì giá cực kỳ rẻ hợp lý cho anh em luôn 2 triệu 250 ngàn Đấy 2 triệu 250 ngàn với một con máy cực kỳ VIP như thế này thôi Có tích hợp núm mâm sang phụ này Chụp giật trợ lực này Bộ lam xích mới này Đó giá thành không lên là bao nhiêu cả Đó anh em thấy không và con này thì công suất thì nó to hơn cái con F3 một tí xíu Con F3 là công suất 30cc Và cái con F4 này là công suất là 34 à 33cc nha nha Về cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại Hàng máy đẹp VIP cho anh em luôn tem mát này anh em nhìn tem mát hầu như là còn nguyên đai nguyên kiện hết nha giật rất là nhẹ nhàng luôn con này được tích hợp chụp giật trợ lực nên là sử dụng rất là ngon nhá đó. đó anh em nào mà lớn tuổi rồi hoặc là phụ nữ có thể xài được với con này nhá bởi vì con này giật rất là nhẹ nhàng luôn và con này thì cân nặng chỉ tầm khoảng hơn 4 kg một tí xíu anh em nhá hơn 4 kg một tí xíu rồi Rất là nhẹ nhàng cho anh em về sử dụng gia đình nhá. Cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Rồi qua con F5. Con này thì nói chung là để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp này. Đấy. Con này thì công suất của con này nó là 36 cc. Thương hiệu Echo Coris 3500 5 à, à 355 anh em nhé Đấy. Echocrit 355 và công suất 36cc Con này đặc biệt có tích hợp chùm giật trợ lực này Và dòng này nó là hồng máy cưa nòng đứng Nòng đứng cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp đấy Anh em nào mà mới có nhu cầu về sử dụng nhiều Với cái tần suất mà sử dụng gia đình Nhưng mà tần suất sử dụng nhiều Đôi khi một ngày có thể làm 7-8 tiếng liên tục Không ngừng nghỉ Thì anh em nên sử dụng mấy con chất lượng như thế này nhá. Đó. Đó Nên là anh em cân nhắc giúp cả hai chúng em con này đặc biệt là tích hợp là lam là lam nguyên zin của nó là lam Latin luôn này chứ không phải lam bánh xe anh em nhá. Xích là sử dụng xích mini, lam còn tổng thể độ dài là 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm. Hàng ngày gọi là hay thường gọi là Echo 3 rưỡi đấy anh em Đó, hai ốc chân lam nha, khóa là chắc chắn luôn. Nòng là hệ nòng đứng này, con này thì nòng của nó là 38 mm, công suất 36 cc, có núm bông xăng phụ đầy đủ cho anh em. Giá 2.900.000đ, có thắng xích đầy đủ hết nha. Con này còn thắng xích này. Đấy, thắng xích này bóp lên. Anh em thấy không? Đó, lam nguyên zin, xích nguyên zin, lam là lam đầu Latin luôn. Đó, hệ máy cưa nòng đứng công suất 36 cc có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em có núm sang phụ đầy đủ này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em luôn. Anh em nhìn thấy không? Con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp cắt cái khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đủ lại anh em nhé Anh em cần nhắc giúp cửa hàng chúng em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đủ lại. Anh em nào thấy ok, còn nếu mà 35 cm thì à, thì anh em vui lòng cắt cho em làm hai đến ba lần thì vẫn có thể cắt đường. Đấy thì nó tầm khoảng nếu mà cắt mà 30 cm đổ lại là cắt rất là ngon luôn anh em nhá. hai triệu cho con F5 này. anh nghe tiếng nổ rất đã đúng không anh em con này được tích hợp chụp giật trợ lực nên là giật rất là nhẹ nhàng nha những con máy mà có tích hợp chụp giật trợ lực thì giật rất là ngon lành cho anh em luôn Đấy không? người già mà giật thì không cần phải biết mệt là gì luôn anh em giật cái là một là nổ thôi đó anh em nhìn đeo đây tem mát còn chuẩn chỉ hết anh em nha anh em nhìn đeo rồi con F5 giá 2 triệu 9 làm dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 có làm là tinh đầy đủ cho anh em luôn và tình trạng máy khá đẹp đúng không? anh em Tem mát còn chuồn chỉ hết từ A tới Z này Ôi, qua con F6 tiếp là một con máy cửa xích xin đài hoa công suất 36cc Nó tương đương với con F5 này nha anh em nhá Nhưng đặc biệt thì, thì con này nó thiết kế là cho anh em là Là lốc hợp kim nhôm này anh em Cái lốc này là lốc bằng hợp kim nhôm anh em nha Đó, Anh em nhìn thấy Lam của nó thì xài cũng 40cm Phần mặt cắt còn lại là 35 có xích sử dụng xích mini bán trên thị trường rất là nhiều anh em không cần phải lan tan xích nguyên zin của nó thì khá là dày dặn nha còn đẹp nguyên Đó, con này thì tình trạng khá là ok này cũng là hai chân lam anh em lấy con F5 cũng đều được và lấy anh em là lấy con F6 cũng đều ngon hết anh em nha Đó. Con này là xin đây qua 1036. Đó, anh em nhớ công suất có 36 cc, nòng của nó là 38 mm. Có tích hợp chủ giật trợ lực đầy đủ cho anh em luôn làm còn này tình trạng máy cũng cực kỳ vip của nhà nhá. thương hiệu sindaiwa là có lẽ là thương hiệu là ở dưới các bắc ở dưới ngàn miền tây có lẽ là không còn xa lạ vì thương hiệu này nữa rồi bởi vì cái thương hiệu này thì nó khá là nổi tiếng ở dưới các bác ở người miền tây sông nước là nhiều anh em nhé còn các bác ở ngoài bắc thì có lẽ là không có ít sử dụng dòng này hơn nhưng mà dòng này thì em khuyên thật anh em là sử dụng cực kỳ ngon luôn nếu mà so với cái dòng estin humana như đây có estin này nhưng mà chưa chắc gì dòng Etin này đã xài ngon bằng cái dòng này anh em nhé Đấy, anh em là sử dụng nhiều thì anh em sẽ biết hoặc là anh em là am hiểu về máy cưa sẽ biết. Cửa hàng chúng em nói không hề sai. Rồi ra test nổ cho anh em nghe qua. Nghe cái tiếng nổ của con máy này nó là thuộc dạng vòng tua mở nên là nổ rất là ngon luôn anh em nhé và tiếng nổ nó rất là nghe là sướng không bao giờ có tình trạng bị ì máy đó về phù hợp cho anh em cắt những khu đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại con này thì về cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhé gia đình chuyên nghiệp đấy một ngày làm 8-9 tiếng liên tục anh em nhé đó, xài gia đình, cắt cái khu đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại và sử dụng chuyên nghiệp về cắt nhiều thì sử dụng con này rất là hợp lý. Đổ nghe, sướng anh em, nghe tiếng nổ nó rất là ngon luôn anh em nhé. điểm gì luôn anh em anh em lấy con này thì cực kỳ hợp lý nhá và nó là sử dụng lốc hợp kim nhôm nữa nên là cái độ chịu nhiệt cũng như là độ bền của nó rất là ngon lành anh em nhá đó anh em thấy không rồi qua con F7 và con F8 là hai con máy cơ xích đến từ thương hiệu Estin hàng của Đức anh em nhá Đầu tiên là một con máy cơ xích Estin MS170C có tích hợp chụp giật trợ lực tiếp cho anh em. Hôm nay lên lô thì đa số toàn là những con máy chụp giật trợ lực anh em nhá. Con này giá 3 củ 3. 3 triệu 300 ngàn bao ship này anh em nha Và con này thì nòng của nó là 37mm Và công suất của con này là 32cc anh em nha Có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này con này thì cũng cho anh em nhu cầu về sử dụng gia đình chuyên nghiệp các những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại anh em nhé. Đó, con này là hệ máy cưa nòng đứng luôn anh em. Thương hiệu Estin có lẽ là anh em không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không anh em? Hàng cực kỳ nổi tiếng rồi kể cả anh em mà ít sử dụng máy cưa hoặc là anh em nào mà sử dụng lâu năm sử dụng nhiều có lẽ là rất là quen thuộc với cái thương hiệu này nữa rồi thương hiệu này là thương hiệu của đức anh em nhá thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ đây, xích thì khá là dày dặn và to bản nha xích thì còn cực kỳ đẹp luôn anh em con này sử dụng sức 91 anh em nhá lam con này là dài là ba bốn cm phần mặt cắt còn lại là 35 đây có hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19 này anh em nhìn thấy không tình trạng máy này quá là ngon luôn nhá tem mát hầu như là còn chuyển chỉ mã số mã vạch còn đầy đủ hết cho anh em đó con này là dòng estin 170 c chụp giật trợ lực anh em nha tình trạng máy móc cam kết nguyên zin cho anh em nhìn phần điện đóm này đó ốc còn đẹp nguyên này anh em nhìn thấy chưa đó ai anh em nhìn thấy không quá vip chất lượng luôn anh em nha rồi anh em nào mà am hiểu về cái dòng này có lẽ là cực kỳ quen thuộc với cái dòng này rồi đúng không anh em và anh em rất là thích xài với cái thương hiệu này luôn Nói thật là thương hiệu này thì có lẽ là cửa hàng chúng em không cần phải giới thiệu nhiều bởi vì anh em am hiểu rõ rồi ở trên mạng thì người ta cũng giới thiệu dòng này cực kỳ nhiều nha bởi vì dòng này rất là ưa chuộng luôn các bác ở dưới ngả miền ngoài miền bắc kia thì không còn xa lạ về thương hiệu này nữa đó rất ngon lành đúng không anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nha anh em nhé vâng và nếu mà anh em nào ấy mà thương hiệu ST 170 nó hơi nhỏ một tí xíu thì lên cho anh em con 021 này đây cũng là thương hiệu ST hàng của Đức luôn anh em lam con này thì khá dài nha lam của nó là 45 cm phần mặt cắt còn lại là 40 sử dụng là xài xích chung 91 đó thương hiệu ST S021 công suất 40 cc nòng 40 ml cho anh em xem bên trong tình trạng này đó lọc gió lọc giếc khá là còn đẹp anh em nhé không có biểu hiện rách rưới máy móc cam kết cho anh em nguyên zin 100% anh em cam kết nha nguyên zin 100% nếu mà hàng tới về anh em mà thấy mà những linh kiện nào mà cả hàng chúng em đã thay thế xin phép cho anh em tặng anh em luôn cây máy đây tin mẹ hàng này thì nói để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp anh em nhé hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40 cm đổ lại Đó, giá 3 triệu 8 anh em nha hàng này nói chung là hàng chất lượng anh em nào mà cảm thấy mà thật sự ưng ý thì có thể liên hệ cho cả chúng em đó đây tình trạng hai ốc chân lam này cực kỳ chắc chắn nha cho anh em nhìn phần máy này liền mạch không có bể vỡ gì cả thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em à, qua bên mặt tiền nha anh em nhá đó con này thì để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung hoặc là về em cắt keo cắt chạm nhá cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40 cm đổ lại anh em nha đường kính khúc gỗ 30 đến 40 cm đổ lại

là ngon đúng không anh em. Con này thì công suất nó là khỏe rồi, công suất 40cc cơ mà. 40cc anh em nhé công suất nó gần bằng cái những cái, cái con máy mà cơ xích Stin 250 á. Stin 250 thì công suất của nó là 42cc. Con này thì công suất 40cc thì nó gần tương đương với nhau anh em nhé Đó, anh em sử dụng dòng này thì nó bền hơn là cái dòng Stin 250 hàng của Tàu nhiều. Đó, và dòng này nó là hàng của Đức nên là sử dụng rất là ngon. Rồi và vừa rồi cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em 8 con máy cơ xế Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em ngay để đặt hàng anh em nha Xin chào toàn thể anh em, hẹn em nha những video tiếp theo